Dung xin kính chào bà cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Katira từ cuộc sống Pháp. Thì hôm nay trời nóng trở lại cô chú ơi, cho nên là Dung làm salad với lại món gà lăn bột chiên để ăn trưa. Thì mời cô chú anh chị và các bạn cùng vào bếp là chuẩn bị bữa trưa với Dung nhé. Đây là fromage mozzarella của Ý. Mà Dung mua cái loại này họ còn ở trong nước như vậy nè cô chú. Thường bỏ cái phô mai này là họ ngâm trong nước. Thì một hộp như vậy có 8 viên là 8 euro một hộp như vậy. Thì cái loại này rất là ngon luôn mà dùng trong nhà hàng á. Thì Dung rất là thích cái ăn phô mai mozzarella này. Ở Napoli á, là người ta làm phô mai trước mặt mình luôn. Thường thì fromage mozzarella thì sẽ ăn với lại cà chua, với lại lá basilic. Rồi mình cho một chút dầu ô liu, muối và tiêu lên thôi, rất là đơn giản. Dung cho một chút xúc tiêu với một chút xíu muối hột, rồi Dung cho một chút dầu ô liu vào. Ở các nhà hàng á, thì người ta phục vụ món này mà tới mùa sung á, là người ta cho thêm sung tươi vào nữa, ăn nó kèm nó ngọt ngọt cũng ngon lắm. Hôm nay thì bạn của ông xã Dung không có làm, tại vì còn đồ ở dưới phòng dưới này của chú mà đồ nặng không à, cho nên là ông xã Dung thì không có phụ rinh được. Mà phải nhờ một người nữa, nhưng mà thứ ba họ mới tới làm lần rồi. Ông bạn cũng sẽ Dung nói thì thôi để thứ ba ông quay trở lại. Tụi nhỏ nhà Dung thì Dung cho nó uống cái siro hoa violet đó cô chú anh chị. Siro này thì nó rất là thơm nhưng mà nó không có ngọt lắm, giống như là siro dâu. Lên bàn, mày giải làm sao? Cho ông ta cô chú. Cho mà cô chú. Et la cause de serre de la salade de fruits? Oui. Dung xin kính chào bà cô chú anh chị và các bạn. Dung mời cô chú anh chị ăn trưa với gia đình Dung nhé. Mấy hôm nay cô chú ơi, Dung chạy dắt dòm cổ luôn, cho nên là đồ ăn nhà Dung làm cái gì nó. Xin chào bà cô chú. Này là gà lăn bột của chú chú anh chị, mà cái này là bột bắp á. Bột ở ngoài này là bột bắp họ sai á, chứ không phải là bột gì. Cái gà lăn bột này á, là Dung mua để bán cho thực đơn con nít đó cô chú. Trẻ con tay nó mới ăn gì trơn á. Mà mình mua cái này nè, rồi cá lăn bột, rồi ăn với lại khoai tây chiên, hoặc là chả giò ăn khoai tây chiên. Non,
Sắc muốn ăn thêm cơm. Lúc nãy nó thấy Dung nấu cơm mà nồi cơm bốc khói đó cô chú, nó mừng lắm, nó kêu mẹ lát cho con ăn cơm. Thì Dung cho nó ăn với nước tương với lại gà chiên xù. Thì Dung đi khám cái tay Dung đó cô chú. Là Dung, tại Dung làm tầm 7 á, nên là Dung mới bị bong gân, mà bong gân, cộng gân ở trên ngón tay cái á. Là Dung đi siêu thị, cái Dung thấy người ta bán đất á, đất bao á, nó giảm giá, mua một bao á, thì cái bao thứ hai được giảm 50%. Mà Dung đi siêu thị là không bao giờ Dung lấy cái xe đẩy hết trơn á, cái Dung rinh nó, mà Dung mua 4 bao, cái Dung rinh 4 bao đất. Là xong rồi, từ bữa đó là nó bị đau luôn. Cái nó sưng với cọng gân ở trên tay đó cô chú. Xong rồi cái cọng đồ này kia đó bôi. Đi bác sĩ tiệm mi thuốc tây thì họ cho cái dầu nóng đó, về mình bôi đó. Rồi mấy bữa Dung đi bác sĩ thì Dung uống thuốc mà điều đau bao tử quá không uống được. Cái mình đắp gừng rồi tỏi như cô chú anh chị chỉ á, rồi muối hộp rồi này kia Dung chườm mà thấy nó hết sưng. Nhưng mà cái mà Dung đi trị á là Dung đi trị cái tê tai á cô chú, bằng đi nó ngủ, cái kiểu như cái tai mình nó ngủ á, nó không có máu lưu thông á, nó tê nó đau lắm. Mà bác sĩ khám Dung á là ổng nói là cái cọng chị bông ngân tay thì nịch cái tay lại cho hết. Còn cái tê là khi Dung co các đầu ngón tay lại cô chú anh chị là Dung không có nắm là được, mà nó không có cảm giác á. Là mình cầm cái vật gì đó tự nhiên cái nó buông ra luôn, kiểu như nó không có lực á. Là tại vì ông bác sĩ nói là do cái cọng mạch nó bị tắc nghẽn cho nên là dẫn đến máu không có lưu thông. Ông đã Dung uống rượu vang đỏ mà pha với nước. Mà bác sĩ cho Dung đi chụp hình, chụp phim để xem coi là nó tắc nhiều hay ít. Nếu mà tắc nhiều á là sẽ phải mổ cái cọng chính giữa cái cổ tay á cô chú. Thì ông sếp ổng mổ rồi. Ông nói với mình nó không sao hết trơn á, mổ nó làm thông ra rồi thôi à, hết đau. Không có gì á, mình làm lại bình thường mà đều phải nghỉ ngơi một tháng. Ông xã Dung mới nói là để lựa, để đi khám đi, rồi để coi chừng nào mình nghỉ, đóng cửa đó, cái tháng nào mình ít khách á thì Dung sẽ đóng cửa rồi Dung làm. Tại vì cái nghề này á, đây làm rửa chén rồi này kia đó, nước các cô chú anh chị mình tiếp xúc với nước rồi này, ở bên Việt Nam mình giống gọi phong thấp á. Dung đi làm về trễ rồi chú anh chị, 12 giờ 1 giờ Dung mới về. Cái nhiều khi chị ngủ bên nhà Dung á là phải dậy rồi đi về nhà chị nữa cho nên mệt lắm. Chị nói thôi để chị dẫn tụi nó về nhà, mấy đêm nay em làm về trễ đó, để tụi nó dẫn về nhà bên chị á. Ngủ rồi ngủ lừa hẳn luôn, dắt tới sáng luôn rồi Dung về Dung mở cái cửa. Mais ça va bugger. Parce que c'est à la 18. J'aime bien le tout. J'aime bien le tout. Mais c'est le seul. Dis-moi si ça va bugger sur tout le monde. Jacques, il y a ici le bien ou la viande. En plus, c'est maintenant Pokémon. Cái gà lăn bột này á, nó rất là giòn luôn cô chú anh chị. Mà cái này là Dung là mua chứ Dung không có làm. Tại vì một cái anh ở trong làng á, là anh bán bên pizza rồi bán mấy cái món này nè, anh chị chỗ cho Dung mua. Thì cái này thịt rất là nhiều, thịt gà, có miên miếng thịt gà luôn, chứ có chỗ mình mua toàn là bột không à. C'est des poules, des cuisses de poulet. Đúng rồi. Hả? Hả? Thì bông hả? Tu veux quoi, tu vas te louer? Il y a un monde de bail à l'armazène, c'est toujours.
Cái tuần này người ta nghỉ lễ 5 ngày ở nhà đó cô chú, là thấy hả, khói mà nướng barbecue á, là đi tới đâu mà thơm mùi thịt tới đó đó. Người ta nghỉ ở nhà, người ta đi chợ về người ta nấu ăn. Mà hồi sáng Dung với ông xã Dung đi chợ thì Dung hết khoai tây chiên rồi, cái Dung đi mua đỡ về để mà buổi trưa để bán thịt xúc tiêu á. Mình nghịch người ta trong bãi xuống siêu thị luôn, không tìm được cái chỗ nào đổ xe hết trơn. Trong siêu thị cũng không còn một bịch khoai tây nào hết luôn á. Dung chạy đi buổi chiều, Dung chạy vô là sạch bách hết trơn luôn. Chủ nhật tuần này là lễ lễ của mẹ. Dung đi mua hoa tại vì Dung đi mua hoa tặng cho khách đó rồi chú anh chị. Mà đông quá trời người ta luôn, ở trong siêu thị á không có chỗ đậu xe, không mình đi về chiều đi mua. Chủ nhật lễ của mẹ thì Dung đi làm, Dung có 20 khách đặt rồi đó cô chú. Mà tụi nhỏ thì chị Dung mà chị Dung nói là có, không biết là con trai của chị Dung có về ăn cơm không. Mà tụi nó ăn chay cho nên là Dung nói là để Dung làm đồ chay cho tụi nó ăn với tụi nhỏ luôn. Dung ham bán đồ chay ghê luôn cô chú anh chị. Dung có coi trên tivi á, người ta quay một cái nhà hàng người châu Á nha, mà bán đồ chay quá trời, nhiều lựa chọn luôn, như mì xào, nuôi xào, cái này cái kia đó, mà quá chừng luôn, mà cái dạng buffet. Mà Dung thấy là đông ơi là đông luôn. Mà ở đây á, cái chỗ của Dung á, ai mà muốn kinh doanh là mở cái nhà hàng chay là bán là cực kỳ đắt luôn á. Dung thì chỉ có mấy món thôi, như chả giò, bún chay, rồi mì xào chay, hoặc là gỏi cuốn chay thôi. Mình tại vì Dung bán mặn lộn vô nữa á, là mà nhiều ham nhiều thứ quá Dung làm không kịp, cho nên là mà ở đây á hả, đâu có ai bán đồ chay đâu. Mà những người đi ăn chay á thì rất là khó gọi đồ ăn, tại vì đồ trong nhà hàng ta đâu có đồ chay sẵn đâu. Như mình ở đây á, mì xào rau củ không này kia cũng có đồ ăn rồi. Dung muốn đổi khăn giấy chùi miệng á, khăn ăn á cô chú, là Dung muốn đổi khăn vải. Còn cái khăn giấy này nó dở lắm. Il parle quelle langue? Il parle espagnol? Oui. Il habite en Espagne? Oui. Il habite en espagnol? Non. Louis với Sắc nhà Dung tính ý lắm nha cô chú anh chị. Nó nhớ mặt khách đó chứ, Dung mà gặp rồi hôm qua, hôm nay lại gặp Dung cũng nhớ nữa. Nó nói là tại Dung có một cái ông khách nha, người Tây Ban Nha, thì hầu như ngày nào ổng cũng ăn trưa ở chỗ Dung hết trơn á. Nên là hôm qua nó gặp rồi, cái nó thấy nó nhớ mặt á. Ils ont monté beaucoup de restaurants là-bas. Avec papa? Oui, dans l'hôtel. Regarde, j'ai coupé. Vị khách của Dung là người Tây Ban Nha, nhưng mà ông mới mua một cái chateau, một cái lâu đài ở trong làng á cô chú, là ông đang sửa chữa lại để làm giống như là nhà nghỉ khách sạn á.
Ông này là ông có nhiều chủ khách sạn lắm luôn, mà chủ yếu là ở Thái Lan rất là nhiều. Cho nên là ông nói được 4 thứ tiếng nè, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, rồi tiếng Anh và tiếng Thái. Quoi ça? Ça m'a cassé avec tout carré. C'est toi qui l'as fait toi-même? Sau giờ tráng miệng thì tụi nhỏ ăn trái cây siro của chú. Trong này có heo à. Có xoài heo. Nè, rồi có nho, rồi khóm, rồi thạch dừa, rồi đủ thứ trái cây, đu đủ rồi này kia đó.